nhân dịp tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành than. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu của tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai và đến vị trí mặt bằng sân công nghiệp Xương 41 của công ty than Thống Nhất, đón công nhân vừa tan làm K3 lên mặt bằng, hỏi thăm điều kiện làm việc, thu nhập, đời sống và động viên thợ mỏ hăng hái thi đua lao động sản xuất. Phó Chủ tịch nước đã đến thăm gia đình nhiều thế hệ làm nghề mỏ tại thành phố Cẩm Phả, đồng thời dành thời gian tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo cho người lao động của các đơn vị ngành than tại Quảng Ninh. Đề nghị TKV tiếp tục quan tâm đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao an toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần để thợ mỏ yên tâm gắn bó lâu dài với ngành than. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành giúp ngành than phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời phối hợp cùng ngành than đề xuất các chủ trương chính sách với Trung ương, đáp ứng kịp thời các mong muốn, nhu cầu chính đáng của người lao động.